Trời nó mát trời mưa gió, mình không đi làm, hôm nay mình lại quay video cho các bạn xem nhé. Ok. Dạ, phát đã không thấy được con gì rồi. Đây nó mát trời các bạn ạ. Nằm mấy con cá đẻo này về cho ấy cũng được. Đây các bạn ơi, cái cờ. Hôm qua mình cũng trượt mấy con chê lai ở trên này. Giờ mình tiếp tục mình lên trên này. Hy vọng nó sẽ bắt được. Mầm. Wow. Chạy. Ui giời. Cày chưa? Các bạn thấy cày chưa? Toàn phi thôi. Wow. Ui giời. Một em này cũng nặng ra gì đấy. Ui 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 cô chơi. Wow, chơi lại các bạn ơi, không có chơi lại nữa. Ui đây nhá. Ui đây nhá. Các bạn nó chạy đâu chưa, không được cái chân. Ui ui giời. Trời phi. Vừa bắt hết. Toàn phi to rồi các bạn ạ. Phi này phi chả bá này. Wow phi. Phi quá trời. Nó lên trên kia rồi. Ôi, không biết con gì các bạn. Wow, trên này có con chê rồi. Nói các bạn nhé. Chạy mạnh thế mà. Thì này thì mỏng lắm, con này gầy lắm. Wow. Wow. Đấy các bạn thấy chưa? Cá nó bắt ngàn thế. Ui giời. Qua đúng con chê lai đây, vọt đến đây. Ui. Nào đâu vọt. Trên này sao?
Nó đậu đậu trên này các bạn. Ui giời. Phi các bạn. Vẫn là nó phi. Đẹp quá mà không có gì. Đấy, chuối này. Ui trời ơi. Các bạn ơi. Ô. Ở đây. Chuối đây các bạn ơi. Sộp nhá. Cái ở trong cái cống này nó vẫn rút vào nhiều các bạn ạ. Con mà mình bắt ở đây được 3 con. Không, tối không quay được cho các bạn xem. Mà cũng nghĩ là nó không có cơ. Trời, phì đấy. Thôi, ta cứ giết mày luôn. Đây các bạn ơi. Phì này mà gọi là cá chỉ nước ngọt đấy. Wow, phì. Ui xưa. Ui xưa, phì to quá. Đấy. Con này không bắt được bắt con gì. Đây. Không bắt được bắt con gì các bạn. Chết chụp quá. Trên này mình thử lên trên này xem cái đàn này hôm qua có sót con trời lai nó và mình bắt được trên này được một con. Wow, ui wow, các bạn thấy chưa, phi nhiều không tưởng mà tưởng không nhiều. Wow, chuối đây, hàng đó đây, hàng đây các bạn ơi. Đây. Nó vẫn phải về anh em mình. Ok các bạn. À.